Em đẻ bao lâu rồi đi lấy đây? Dạ, 115 rồi. Ừ. Em có xài cây mấy chị không? Dạ không. Da bà lai bà ăn thịt bò nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mẹ ra hả nó? Mà chỉ hai bên vuông nên gì đó mà
thì là buông buông ngoài nó nó lên ngoài thấy không? Đây, rất là có cầm đấy. Ừ. Hồi xưa tiêm làm tiêm.